Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft thợ săn kho báu. Và sau khi kích hoạt được cánh cổng kho báu thì bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị bước vào bên trong ha. Nhưng mà mỗi lần bước vào thì cánh cổng này sẽ lập tức bị vỡ đi. Thành thử ra mình phải chuẩn bị thêm một số cái đồ nghề cái đã. Đầu tiên là mình sẽ làm một lọ thuốc hồi máu tức thì ha. Nhưng mà là phiên bản ném được cơ. Đây, mình sẽ cho vô đây và tạo ra nó thôi. À, còn thiếu chất đốt, để mình lấy bột thuốc súng cái đã. Ủa gì, bột quy lửa chứ. Đó, có bột quy lửa luôn, cho vô. Lúc đầu á, mình định làm thật là nhiều cơ, nhưng mà xem công thức thì một trái táo vàng để làm ra lọ thuốc hồi máu nó cần 8 khối vàng lận, rất là đắt đỏ luôn. Mà vàng thì mình chỉ có một ít à, không có nhiều. Đầu tư không ta? Có nên đầu tư chơi lớn một lần không? Ok, chơi lớn luôn. Mình mặc dù không có nhiều vàng lắm đâu, nhưng mà đụng là trụng. Vừa đủ luôn nè. Vừa đủ 8 khối vàng để làm được một trái táo vàng luôn. Múc nước một cái. Sau đó chúng ta sẽ chế tạo được một trái táo mà mình làm tới 3 lọ thuốc thì cũng ok la đi. Tạm chấp nhận được. Rồi, cho nó nấu đi ha. Trong lúc chờ đợi thì mình sẽ đi săn bò một xíu. Tại vì bây giờ mình cần ngoài da bò ra thì mình cần len cừu nữa. Mình có một da bò thôi, len cừu thì mình không còn một miếng nào luôn. Hai thứ đó là nguyên vật liệu rất là quan trọng để mình chế tạo ra một cái ba lô để cất đồ khi mà khám phá. Đây đây đây, có cừu rồi nè. Cắt thêm một ít cái len cừu coi. Giờ thì chỉ còn thiếu bò thôi đó. Bò khúc này hình như là không có bò. Mình bay qua đây mấy lần rồi, mình để ý là chả có bò đâu. Hơi toan nha. Không biết trong làng thì sao. Ui, gì đây, gì đây? Định làm gì? Định làm gì đấy con dơm bay? Định ăn thịt dân làng của tôi hả gì? Không bé ơi, bé không follow mấy anh dân làng mà bé đòi ăn thịt dân làng. Ôi, mình có nên thịt bò của làng không ta? Làng nuôi có con bò mà mình thịt thì mình... Thôi, tàn nhẫn lắm. Không là mình bị làng máng vốn đó. Có con bò mà mình cũng xử nữa thì... Toan. Ôi, ôi, ôi. Ở bên này lại có thêm một cái tổ rồng. Ui, đây là lại là một tổ rồng sấm sét rồi. Chính xác. Rồng sấm sét màu đen. Ui, thôi. Kệ, né nó ra xíu. Vậy là gần mình có tới tận 2 cái tổ rồng lận nha. Wow. Sắp tới mình phải gán kiếm thật là nhiều giáp mạnh rồi vũ khí mạnh để sớm tiêu diệt mấy cái con rồng đó thôi. Một ngày nào đó nó mà thức tỉnh rồi nó lại gần cái chỗ mình ở là toan luôn đấy. Và bây giờ thì mình đang trên cái hành trình đi tìm bò mà sao chả thấy bò đâu ta? Là như nào? Tìm bò mà nãy giờ toàn gặp cừu với heo không? Đây rồi, có bò rồi. Nữa gặp gọng nữa hả? Trời ơi, vừa gặp bò mà vừa gặp gọng nữa. Con gọng nó quen lắm, hình như đó là con gọng hôm qua mình gặp thì phải. Né nó tiếp đi. Mấy da bò đây? Ê, 4 da bò rồi. Đủ chi tiêu rồi. Nhưng mà trước khi về thì để mình test thử cái skill giúp cây phát triển nhanh của mình á, nó có áp dụng đối với những cây mía này không ta? Ồ, nó không áp dụng đối với cây mía nha. Phải mà nó áp dụng được thì hay quá. Mình trồng mía rồi mình bán cho mấy bác thủ thư kiếm cũng được nhiều ngọc lục bảo lắm. Thuốc nấu tới đâu rồi? Rồi, thuốc đã xong rồi ha. Mình sẽ cho thêm một cái bột đá phát sáng để thành thuốc hồi máu cấp độ 2. Để mình hồi phục một lần nó được nhiều máu hơn ấy. Còn trong lúc này thì mình sẽ làm cho mình một cái ba lô để cất đồ nó được nhiều hơn. Công thức là như vậy. Là chúng ta được một cái ba lô siêu to khổng lồ luôn. Kiểu này thì tha hồ mà loot kho báu nha. Rất là rộng rãi luôn. Thích thiệt sự. Thuốc hồi phục đã nấu xong rồi nè. Giờ thì cần thêm một cái bột thuốc súng để biến thành thuốc ném được ha. Vậy là chúng ta sắp có
thứ để ném và hồi phục rồi. Đồ ăn thì mình còn khá là nhiều á, nên không có sợ lắm. Giờ thì tranh thủ mặc cái giáp kim cương vào. Xong, giờ lấy thuốc cái nữa là lên đường được rồi đó. Hồi hộp quá, không biết là chuyến đi này chúng ta có trở về an toàn được hay không đây. Vì trong thế giới kho báu thì rất là nhiều cạm bẫy luôn á, nên khi vào trong đấy thì chúng ta phải thật là cẩn thận. Rồi, đồ đạc thì đã xong xuôi hết rồi. Đi thôi, một đi là phải trở về nha. Hoặc là về bằng đường hàng không. Rồi, chúng ta sẽ bước vào thế giới kho báu ngay bây giờ. Cánh cổng đã bể rồi đó. Và nó đã đưa mình tới thế giới kho báu đầu tiên. Và mỗi thế giới kho báu thì nó sẽ cho mình những cái hiệu ứng riêng biệt ha. Chẳng hạn như là mình đang bị làm chậm nè, là thấy Sukana rồi. Nhưng mà mình được cộng một sức mạnh. Rồi cộng một cái rương gì nữa này. Và trừ 2 mob spawn. Ui, cũng ok la đấy. Và mình sẽ có 25 phút để khám phá trong thế giới này. Đồng thời thì có tới tận 1, 2, 3, 4, 5, 6. Có tới 6 cái phiến đá cổ mà mình cần phải tìm và kích hoạt lên. Uầy, căng thẳng phết đây. Khi mà kích hoạt đủ 6 phiến đá đó thì chúng ta sẽ triệu hồi được boss đấy. Ui, có quái. Ui, cẩn thận nha. Ui, trong đây nhiều quá thế. Giờ mình sẽ đi tìm rương trước đi. Nè, nó có những cái hướng đi riêng nè. Bị làm chậm nên thử ra bây giờ mình di chuyển khá là lâu luôn này. Chúng ta đang đi tới một cái hướng khác nè. Ở phía trên nó có quá trời mấy cái rương luôn. Ui, hồi nãy đi mình không có mang theo block để chúng ta trèo lên rồi. Và đây, đây là một cái phiến đá cổ đầu tiên. Mình sẽ kích hoạt nó lên ha. Còn mấy cái rương kia sao lấy ta? Mình có dùng cúp mình đào block được không? Mình đào đá, mình lấy đá trong đây mình trèo lên được không? À, được nè. Có lý. Mình sẽ trèo lên để lút thử mấy cái rương này coi coi như thế nào. Biết đâu trong đó chứa đồ xịn ấy. Không thể bỏ lỡ mấy cái rương này. Nhưng mà cũng phải để ý thời gian nha. Ui, nó cho mình mấy đồ lặt vặt không vậy? Ui, xong rồi. Mấy cái rương này hơi bèo. Ui, có kim cương rồi. Một trái táo nữa. Được nha. Vậy là cũng có một vài cái rương xịn đấy. Kìa, đằng kia mình thấy còn có cái rương khóa hay gì cơ. Ui, có bánh. Cái bánh này rất là quan trọng nha. Khi mà loot công trình thì mình nhất định phải nhặt những cái bánh này. Hợp lý. Rồi, qua đây. Một trái táo. Cho mình một trái tim cơ. Ok, lụm luôn. Còn cái rương này thì sao? Ui, cái rương 7. Oh my god. Phải thiệt là cẩn thận nha. Trong đây cũng có những cái rương 7 đấy. Rồi, giờ thì đi xuống dưới. Hay là giờ mình tập trung mình đi tìm mấy cái phiến đá cổ đi nhờ. Mình còn tới 5 phiến đá cổ lận. Mà trong đây thì rất là rộng luôn. Giờ thì mình tới một căn phòng khác rồi. Căn phòng mật ong. Ui, trong con ong này có dấu giò không? Wow, nhiều khói mật ong quá à. Được á. Có mấy cái quặng này nè. Mình nên đào luôn á. Nó cho mình những cái viên đá rất là đặc biệt luôn. Lấy hết. Lấy được cái gì là tranh thủ lấy về. Và đây, phiến đá cổ thứ hai. Yeah. Không biết là nó có dấu rương không nè. Kìa, có rương. Mình chỉ sợ là nó dấu rương mà mình tìm không thấy thôi. Rồi có vàng, có táo các thứ nè. Mũi tên rocket. Tiếp tục. Úi, ở đây có cái rương. Kiểu như là mình phải đánh đổi một phút ở trong thế giới kho báu để mở hả? Trời lớn luôn. Để coi. Ui, cái rương này nó cho mình thêm một ít đồ này. Cũng đáng để chúng ta nhặt đó nha. Đánh đổi đó nha. Phải thử mới biết được. Lần đầu mà, chúng ta phải trải nghiệm thôi.
có rương nữa nè. Wow. Ui, có quái vật, có quái vật. Cẩn thận nha. Ui, sao nhiều quái vật trong đây thế? Nguy hiểm thiệt. Như vậy thì căn phòng này sơ bộ chỉ có những món đồ đó thôi à. Ui, dưới này còn zombie nữa nè. Hên là mình có cây kiếm hại thay ma đó nha, nên cũng không sợ lắm. Rồi, ở đây còn một hướng đi khác nữa, mình sẽ đi tiếp thôi. Ui, kìa kìa kìa, đây là phiến đá thứ ba. Đây. Ui, ui, có quá vật rồi. Yêu. Nhiều quá vật đi. Mình sẽ mặc kệ bọn chúng. Giờ tranh thủ coi coi có cái rương nào gần đây không. Mình sẽ loot mấy cái rương trước ha. Có vẻ là gần đây không có rương rồi. Đi sâu hơn coi. Nó có rất là nhiều hướng để cho mình đi luôn ấy. Không biết là mình có đang đi đúng hướng hay không này. Ủa, cái này sao giống nó giấu cái gì trong nha. À, giấu quặng. Con nhện đi ra. Con nhện đi ra. Úi dồi. Tiếp tục, tiếp tục. Vẫn còn đường đi này. Ui, hình như mình đi xuống dưới là... À, có đồ, dưới này có đồ. Lượm luôn. Còn đâu nữa không? Cái thế giới này rộng quá, đi mãi mà chưa hết này. Rồi, như vậy là ở dưới nó chả có gì đâu. Chắc mình phải trở ngược lên trên thôi. Đi qua hướng này thử coi. Hướng này có vẻ là mở cho mình một lối đi mới này. Để xem bên đây là... Ui, chỗ này cao thế. Có phiến đá nào không? Ủa, sao không thấy phiến đá ta? Phải có phiến đá chứ. Oh no. Căn phòng này không có phiến đá rồi. Yêu. Bỏ qua, bỏ qua, bỏ qua. Không có phiến đá thì bỏ qua. Hồi nãy giờ chắc mình cũng bỏ vài cái chỗ rương rồi đấy. Lần đầu vô thế giới này bị kiểu bị choáng ấy. Ôi ôi, rương 7, rương 7. Nữa nè. Ồ, rương này thì không có 7 rồi. Quá trời đòi cho mình lúa luôn. Có thêm quả trứng gì này. Quả trứng hả? Lượm quả trứng. Chắc mình phải cất đồ bớt vô ba lô thôi. Nãy giờ mình loot được hơi bị nhiều đồ rồi đó. Mấy cái mystery box này thì mình sẽ lượm luôn ha. Về nhà mở biết đâu bất ngờ. Cho thêm táo đâu nè. Còn gì khác không? Rồi, như vậy căn phòng này không có cái phiến đá mình cần tìm rồi. Nó chỉ có vài cái rương thôi. Vậy là phải đi xuống dưới thử mới được. Mà sao đây có nhiều rương quá. Không biết là... Cái rương này sao mình mở nó có âm thanh này. Wow, một vài cái rương mình mở nó sẽ có âm thanh nha. Ui, quá trời mấy đồ xịn đây. Rồi, giờ thì đi xuống dưới một tí. Có phiến đá không? Không có phiến đá luôn. Mình còn có 15 phút thôi. Ôi, toan rồi. Ui, sao dưới này hình như giống như mình đi sai hướng vậy ta. Cái dưới này nó không có cái hướng đi nào khác luôn. Đây chỉ là căn phòng để mình loot mấy cái rương thôi hả. Sai rồi, sai rồi. Mình phải đi lên trên lại. Đây là lại là một cái căn phòng khác nữa. Căn phòng này có cái phiến đá không? Có 6 phiến đá thôi hả mà mình tìm nãy giờ chưa ra. Mình đã trôi qua gần hết phần nửa thời gian rồi. Ôi, xong rồi. Chiến này chắc đi đâu rồi quá. Hãy tranh thủ loot được bao nhiêu loot ha. Ra đi nhưng mà cũng phải loot thật là nhiều đồ để mang về chứ. Rồi, đây có thêm cái rương nữa. Vỏ siêu cơ đồ nè. Hộp quà nữa. Lượm luôn. Cái phòng này toàn là phòng loot đồ thôi. Mình bắt đầu đi sâu hơn á thì có những cái căn phòng nó cho nhiều đồ hơn. Nhưng mà đánh đổi lại là mình sẽ mất khá là nhiều thời gian để quay trở ngược lại đấy. À, bên đây nó có hướng đi khác nè. Để coi. Tới đâu đây? Có cái phiến không? Có cái phiến đá cổ hay không?
Sao lúc đầu còn dễ gặp mấy phiến đá cổ nha, mà càng đi sâu hơn thì càng khó gặp mấy phiến đá cổ. Căn phòng này cũng không có phiến đá cổ này. Còn 3 cục thôi mà 12 phút. Vậy là trung bình mình mất 4 phút để tìm ra một cái phiến đá đấy. Ở đây có không? Đây có không? Đây không có rồi. Trời 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 trời, cái rương kim cương không vậy? Được 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 được. Cất đồ vô, cất đồ vô lẹ. Lút tiếp, lút tiếp. Ui, giáp Netherite luôn. Ui, càng đi sâu kho báu nó càng xịn nha. Mình để ý coi coi có cái phiến đá nào ở đây không. Không có phiến đá nào đây hết. Mình cũng muốn đi xuống lắm nhưng mà mình sợ xuống dưới rồi mình lại mất thời gian đi lên. Hồi đi xuống liều luôn. Phải liều mới ăn nhiều chứ. Rồi có rương nè. Đó. Cho đồ nhiều như vậy cơ mà. Đây nữa. Đấy. Đậu xương đen đồ các thứ này. Đồ VIP cơ mà. Ui. Lút đầy ba lô luôn. Đầy kho đồ luôn rồi. Được rồi, mình phải lựa một trong ba hướng để mình đi tiếp thôi. Chúng ta còn cần phải tìm phiến đá nữa. Mục tiêu của mình vẫn là đánh boss các thứ nha. Nhưng mà đi nãy giờ chả thấy phiến đá, sao mà kích hoạt boss đây. Ủa sao cái rương này nhìn quen quen vậy ta? Ủa cái phòng chứ. Giống như cái phòng này mình từng đi qua rồi ấy. Hay là mình nhớ nhầm nè. Bây giờ mình phải parkour cho thật là chuẩn nha. Ui, nó cất vàng ở dưới kìa. Con nên xuống dưới không ta? Mình còn có 10 phút thôi. 10 phút cho ba cái phiến đá. Chiến này là thấy no hope rồi đó. Ý là trình độ loot đồ của mình nó cũng dữ lắm ấy. Mà còn loot không kịp với cái công trình này này. Nó bị to quá. À kia rồi. Phiến đá thứ tư. Mình vẫn còn cơ hội. Cố lên. Ê. Ao ao. Quái vật xuất hiện. Ở trong thế giới này á, khi mà mình bị mất máu là mình không có được hồi máu tự nhiên đâu. Mình phải dùng thuốc hồi máu hoặc là những trái táo ấy để hồi phục thôi. Nên rất là khó ha. Rồi, chúng ta đã có được 4 phiến đá rồi, còn 2 phiến đá cuối cùng thôi. Cố lên nào. Căn phòng chứa phiến đá thứ 5. Còn một phiến đá nữa thôi. 7 phút đếm ngược. Cố lên. Một phiến đá cuối cùng. Trên này còn rương không? Không có rương. Đi tiếp. Chắc mình phải hồi phục thêm máu thôi. Để kẻo một hồi mà có gặp boss các thứ thì mình còn đủ máu để chiến đấu nữa. Mình phát hiện ở đây nó có một cái căn phòng nhưng mà nó bị khóa lại rồi. Ồ, đây là những căn phòng mà chứa đồ xịn nhất của cái thế giới kho báu này. Nhưng mà mình không có chìa khóa để mở cửa. Hơi su cà na nha. Ồ, tiếc thế nhờ. Rồi mình sẽ đập mấy cái thùng này coi. Có dấu đồ không? À, cũng có dấu đồ phía bên trong đấy. Bây giờ mình đã tới một cái căn phòng nó có rất là nhiều khoáng sản luôn này. Ai cha cha. Những cái mảnh vỡ cổ đại đâu nè. Yes. Thích thiệt sự. Đây có thêm. Phải lấy thật nhiều thôi. Khối ngọc lục bảo nữa nè. Rương. Và nó còn có một cái rương. Rương này mình đánh đổi 3 trái tim. Trời lớn luôn. 3 trái tim đổi được một cái sao nè đờ. Ui. Cũng đáng đi. Lụm sao nè đờ trước rồi tính tiếp ha. Rồi còn gì nữa không? Tới bây giờ mình vẫn chưa tìm được cái phiến đá cổ cuối cùng này. Nó nằm ở đâu ấy? Chả biết là căn phòng nó nằm ở hướng nào này. Đúng là khó khăn trong việc tìm kho báu ghê luôn. Giờ còn khó trong việc tìm phiến đá nữa. Tới rồi. Phiến đá cuối cùng. Chưa. Mình phải cất đồ các thứ. Tại vì khi kích hoạt phiến đá cuối cùng là boss sẽ xuất hiện đấy. Tiêu diệt mấy con zombie ở xung quanh luôn.
tranh thủ loot thêm đồ các thứ nè. Loot càng nhiều càng tốt trước khi đánh boss nha. Ây da, 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 quái xuất hiện. Từ 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 từ. Bình tĩnh, bình tĩnh. Còn rương là cứ tranh thủ loot đi. Rồi, loot ở đây nữa. Chuẩn bị đánh nhau với boss thôi. May là mình vẫn còn khá là nhiều trái tim đó nha. Ừ, mang theo ra thêm thuốc hồi phục cái đã. Thêm một xíu có gì mình còn dùng. Rồi, rồi, rồi. Tới công chuyện với boss thôi, kích hoạt. Ui, mình đã kích hoạt thành công rồi. Ui da, ai da. Trời, 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 boss mạnh gì. Oh my god. Ui, boss biết tóc biến kìa. Còn bắn cái cầu lửa nữa. Còn tóc biến né các thứ nữa kìa. Ây da. Giáp tất cả thôi. Mấy con zombie còn khịa mình nữa chứ. Cố lên, cố lên. Mình làm được, mình làm được. Yes. Mình đã đánh xong boss rồi. Ê, cái thùng, cái thùng. Ồ, vậy là boss nó sẽ rơi ra đồ trong một cái rương ha. Wow. Ra là vậy. Và 2 giây, 1 giây. Tên tên. Thành công rồi. Cuối cùng. Cuối cùng thì chúng ta cũng thành công trong việc đánh bại và chinh phục một cái cánh cổng kho báu đầu tiên á. Và boss sẽ cho mình đồ trong một cái rương nè. Trời trời trời, nhìn xịn rồi ta. Rương buộc kỹ càng đấy. Rồi, mình sẽ cất hết mấy cái đồ nãy giờ mình loot vô trong lại cái nữa. Nãy giờ loot cũng được nhiều đồ lắm á. Giờ thì chắc công đoạn đầu tiên là mở rương của boss đi nha. Mở thử nhá, coi coi cho mình. Ồ. Oh. Cho mình một ít kim cương nè. Trái táo. Ngọc lục bảo. Lại là táo. Mystery box. Một ít cái đồng tiền. Nước mắt. Và cái gì đây? Tray core. Hết rồi. Chỉ có vậy thôi à. Cái tray core này mình có thể đặt xuống nha. Để mình thử đặt xuống ngay đây đi. Ủa không được hả? À cái này phải đặt vô một cái vending machine để trao đổi ha. Trời. Mình chưa có cái máy đó nên không có trao đổi được rồi. Sơ bộ thì chuyến đi này thì chúng ta được một mớ đồ giống như vậy. Còn có mấy cái hộp quà nữa. Cái hộp quà có cái đầu của mình này. Đẹp đẹp đẹp, cái này để trang trí đẹp này. Được quá ta. Còn mấy cái tượng nữa chứ. Ồ, cái tượng này mình có thể đặt tên mình vô nè. Thử nha. Có tượng mình luôn. Trời. Thích thiệt sự chứ. Và có rất là nhiều kinh nghiệm luôn này. Để mình dùng nốt mấy cái bình kinh nghiệm. Rồi, được 32 cấp luôn. Một xíu ta hồ mà cường hóa nha. Đó, làm thợ săn kho báu thích chưa? Đi về một chuyến coi. Mà kim cương là tính bằng stack luôn rồi đó. Quá là nhiều rồi. Có nên làm chuyến nữa không ta? Cái ba lô mình còn rộng lắm, còn chứa được nhiều thứ lắm. Áo giáp thì chắc bây giờ mình sẽ nâng lên giáp Netherite luôn ha. Đây, nhưng mà mình thiếu ngọc Lully à. Để mình lấy ngọc Lully ra, mình cường hóa cái giáp Netherite của mình coi coi. Sẽ được cái dòng gì nha. Biết đâu bất ngờ. Chạm hỏng à. Thử luôn. Có thêm bảo vệ không? Bảo vệ ba. Được nè. Một cái áo giáp tốt. Vũ khí thì chắc mình không cần phải nâng cấp nhiều đâu. Được quá nha. Chắc mình sẽ thử làm thêm một cái viên đá kho báu để chúng ta kích hoạt cánh cổng tiếp thôi. Mỗi lần như vậy thì nó sẽ có công thức khác nhau ấy. Hy vọng lần này sẽ là một công thức dễ hơn. Ui. Công thức lần này nó cần một cái sao nether. Mà hên là mình vừa nhặt được một cái sao nether trong chuyến đi luôn. Tốt nha. Công nhận mình cũng may mắn thiệt ấy chứ. Cho cái sao vô. Tiếp theo thì mình khó ở khâu là tìm tre này. Cái chỗ mình ở không có gần cánh rừng tre nữa hết. Căng rồi, căng rồi. Sắt thì mình cho vô đây. Rồi. Giờ thì đi xuống địa ngục đào một ít cái
Netherrack thôi. Rồi, cho Netherrack vào bên trong. Đủ chưa? Rồi, đủ Netherrack rồi nha. Chỉ thiếu mỗi 38 khúc tre thôi. Vậy là phải có một chuyến đi khám phá để tìm cái vùng rừng nhiệt đới hoặc là cánh rừng tre rồi. Căng quá nha. Và trong cái chuyến đi này á thì mình có nhặt được một vài cái bánh. Đây, nó có tên là bánh kho báu ha. Cái này thì mình có thể ăn vào để mình lên cấp này. Đó, bây giờ mình đã lên được cấp 1 rồi. Đây, cấp độ 1. Và học thêm được một điểm kỹ năng rồi kìa. Điểm kỹ năng để mình coi mình nâng cái gì là hợp lý ta. Cái này là điểm kỹ năng giúp mình nhận được nhiều kinh nghiệm hơn khi mà mình đánh bại mấy con zombie hả ta? Kinh nghiệm cũng hợp lý á nhờ. Mình cần cày cấp mà. Ok, điểm kỹ năng này chắc mình sẽ tăng kinh nghiệm ha. Rồi, học một cái. Ừ, quên ta, mình còn quá trời mấy cái mystery box với mấy cái gói này này. À, mình mở mấy cái gói này nó cũng lên kinh nghiệm nữa. Ui, nó còn cho đồ nữa cơ. Ui, nó cho mình một cái áo giáp. Mà áo giáp này không mặc được. Oh no. Kỳ ta, cái áo giáp nhưng mà không cho mình mặc nha. Lạ vậy. Áo giáp đời mới á. Ồ, mình mở mấy cái mystery box này cũng ra đồ quá trời nè. Mà đồ lặt vặt thôi. A few moments later. Mình đã tìm thấy một cái cánh rừng nhiệt đới rồi. Giờ thì đi tìm tre. Đây 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 đây, có tre luôn. Yes. Chúng ta đã tìm được tre rồi. Vậy là có thể mang về và chế tạo cái viên đá kho báu rồi đó. Lấy tre. Hồi nãy là nó yêu cầu mấy khúc ta? 38 khúc tre đúng không? Mình có 12 rồi. 23. Ôi. Con gì vậy? Cái ghê quá à. Đằng kia còn có con rồng biển nữa. Yêu. Thôi ở trong đất liền đi cho lành ha. Ra ngoài đó nguy hiểm lắm. Hồi nãy mình bay dọc đường á cũng gặp nhiều mấy cái con rồng biển đồ các thứ. Nhưng mà mình đâu có dám đáp xuống đâu. Mình mà đáp xuống chắc mình trong bụng chúng rồi đó. Rồi giờ thì chăm chỉ lấy tre ha. Rồi đủ rồi nè, đủ chỉ tiêu rồi nha. Về thôi. Nhưng mà mình muốn thử sức mạnh với nó ghê á. Thử cái. Chặt. Không thử nữa. Ui nó mạnh hơn mình tưởng. Ui dùi. Nó mới hung nhẹ mình một cái thôi à. Mà mất hết cả đống trái tim luôn. Gì đây? Định bay lên đây chơi tôi à? Còn non và xanh lắm. Cưng còn non và xanh lắm. Mơ đi. Ê, bình tĩnh lại. Chill. Bình tĩnh lại đi. Trời ơi, nhìn mặt mình thân thiện như vậy mà bọn chúng không có thân thiện lại một tí nào cả. Gặp là tính trụng mình hay sao ấy. Cô thấy mình không vậy? Đi núp. Chắc không thấy mình đâu, dễ gì thấy được. Núp trong đây sao mà thấy được. Cô, có bản đồ kho báu. Ở đây mình đánh ra được không ta? Ôi không đánh được. Tiếc thế nhờ. Phải mình đánh được là tới công chuyện với mình. Hình như mình lỡ chọc giận mấy con này rồi. Ủa đâu rồi ta? Bọn chúng đi đâu rồi? Ồ chắc bỏ qua cho mình rồi. Ê! Rồi ấn nhầm. Ai. Ê bay lẹ. Ê. Bruh. Cách về nhà nhanh nhất đó chính là về bằng đường hàng không ha. Rồi giờ thì mình sẽ cho số lượng tre vào trong để chúng ta chế tạo thêm một cái viên đá kho báu nữa. Ui tính ra viên đá kho báu thứ hai này mình còn dễ làm hơn viên đá lần trước ha. Rồi vậy là xong rồi. Chúng ta lại có thêm một viên đá kích hoạt cánh cổng kho báu. Hy vọng lần sau thì chúng ta sẽ may mắn hơn á. Lần đầu thì kiểu mình hơi bỡ ngỡ ấy. Loot đồ cũng không được có quá nhanh. Thành thử ra chỉ mang về được một vài món đồ thôi. Với cả là mình sẽ nghiên cứu về những cái chìa khóa mới được. Này hồi nãy mình thấy có một cái cánh cửa Urban Linear nè. Nhưng mà mình không có chìa khóa để chúng ta mở ấy.
Tiếc thiệt sự, nếu mà mình đột nhập thành công vô căn phòng đó thì chắc chắn là mình sẽ được rất là nhiều đồ xịn đấy. Mình tin chắc là như vậy. Tại vì nó rào ở bên ngoài bằng một cánh cửa luôn mà. Khá là bí hiểm á. Rồi, hy vọng trong thời gian sắp tới chúng ta sẽ kích hoạt cánh cổng và bước vào đó. Và lấy thật là nhiều kho báu về ha. Lần này thì lấy được xương xương thôi. Nhưng mà đó cũng là cái tiền đề để chúng ta cố gắng hơn trong những lần sau. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào những chuyến săn tìm kho báu kế tiếp. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.